Xin chào mọi người đã quay trở lại với channel của Hacom. Bọn mình đã quay trở lại rồi đây à, và rất là vui khi vẫn được tiếp tục đồng hành với các bạn trong những cái số tiếp theo, những cái video tiếp theo à, các bạn thân mến, trong năm ngoái nghe xa xôi nhỉ, bọn mình đã ra một cái video clip so sánh về hai con chip i3 đúng không? Và có thể nhận ra rằng là i3-12400F là một cái kèo rất thơm cho các anh em game thủ. Vậy thì trong đợt ra mắt đó có thêm cả i5-12400F nữa, thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục phân tích để làm rõ cho các bạn là cái i5-12400F này tiếp tục là một kèo thơm nữa hay không. Và để so sánh một cách gọi là tổng quan nhất thì bọn mình sẽ lựa chọn khá là nhiều những cái con chip để có thể đưa ra những cái kết quả. Đó là tổng cộng sẽ so sánh với 3 con chip. Chúng ta sẽ có thế hệ thứ 11, đó là 11400F này, i5-11400F này. Tiếp theo nữa là cũng một thế hệ thứ 11 mà để dành riêng cho chơi game và có vẻ là có hiệu năng mạnh hơn, đó là dòng K11600K và một sản phẩm đến từ đối thủ cạnh tranh AMD Ryzen 5 5600X. Đó, chúng ta sẽ so sánh với 3 con CPU này. Và mình sẽ cũng sẽ build một cái bộ cấu hình cũng giống như là cái clip của i3 kia. Và bộ cấu hình này thì nó sẽ có những cái thành phần như thế này nhá. Đầu tiên thì đương nhiên là 4 con chip mà mình đã nói đến rồi đúng không? Tiếp theo nữa thì sẽ là main tương thích này. Chúng ta sẽ chọn những cái main đi cùng với cả i5-12400F, có thể là main B6 hoặc là main H6 cũng được. Tiếp theo đó là main dành cho 11400F thì mình sẽ chọn main là B560M này. Rồi là Z590 cho 11600K và X570 cho Ryzen 5 5600X nhá. Các đồ họa thì mình sẽ sử dụng chiếc 3080, tương đối là mạnh, nhưng mà mình muốn là sẽ khai thác được tối đa cái hiệu năng của 4 con CPU này, thế nên mình sẽ lựa chọn 3080 nhá. Chúng ta sẽ có thêm 2 thanh RAM 8GB bớt 3200 nữa. Rồi nguồn thì sẽ là 750W là tối thiểu để cho các bạn có thể chạy được cái combo đống chip này với cả cắm cạc là 3080 này. Và bởi vì là cái bộ máy của chúng ta đã lên với mức giá 40-50 triệu rồi, thế nên mình sẽ chọn một cái dung lượng SSD nó khá là khiêm tốn thôi, là khoảng 256GB, để có thể gọi là giảm thiểu một chút về cái mức giá. Và vỏ cây đây, mình đã lựa chọn trên màn mình đây, đó là chiếc GameMark BlueFan C1 đây, chiếc vỏ cây này với một kích thước tương đối là lớn và rộng rãi thoáng như thế này để cho cái khả năng tản nhiệt nó tốt hơn, bởi vì những con chip này cũng khá là mạnh với con cạc này nữa đúng không nào. Và cái bộ máy trên màn mình đây đương nhiên sẽ là nhân vật chính của video ngày hôm nay, đó là bộ máy có sở hữu CPU i5-12400F. Xét riêng về mức giá CPU thì chúng ta có thể thấy là thế hệ thứ 12 mới này thì nó chỉ đắt hơn cái thế hệ thứ 11 khoảng 600.000 thôi. Và so với hai cái con CPU đó là 11600K với cả Ryzen 5 5600X thì nó rẻ hơn rất là nhiều luôn, là khoảng 1 triệu 9 cho đến 2 triệu 6 chỉ riêng con CPU nhá. Và kể cả đối với cả bộ PC thì nó cũng xem như vậy. Nhưng đặc biệt khi mà so sánh cả bộ PC của 11400F với cả 12400F thì chúng ta sẽ thấy độ chênh lệch quá là nhiều, khi mà nó hơn 4 triệu đúng không? 4 triệu 6 gì đấy. Bởi vì là sao? Bởi vì là chiếc main B6 hoặc là H6 bây giờ có mức giá quá là cao tại thời điểm hiện tại. Chính vì thế nó đội lên cho bộ PC của i5-12400F cao lên như vậy đó. Và ngay bây giờ thì mình cũng sẽ giới thiệu đến mọi người những cái thông số về những bài test cho hiệu năng chơi game trước nhá. Và điều này chắc là những cái điều mà anh em game thủ quan tâm hơn là những cái thông số về bài test cơ bản. Thì chúng mình cũng sẽ lựa chọn những cái tựa game tương tự giống như clip của i3-12100F thôi. Có cả những tựa game AAA và những tựa game eSports đó. Và cũng với độ phân, nhưng mà lần này sẽ có hai độ phân giải để cho mọi người có thể phân biệt được, đó là Full HD với cả 2K. Mức setting thì đương nhiên cũng sẽ là ở mức cao nhất có thể rồi, 2 hoặc là Ultra 2. Đầu tiên thì mình sẽ test riêng với cái mức độ phân giải, đó chính là Full HD trước nhá. Với tựa game Assassin's Creed Odyssey thì i5-12400F đã chiến thắng cả 3 CPU còn lại, và thậm chí là còn hơn hai cái CPU đắt hơn, đó là 11600K với cả là Ryzen 5 5600X lần lượt là 7-9%. Rồi tiếp theo đối với tựa game như là CS:GO, một tựa game gọi là eSports tương đối nhẹ nhàng đúng không? Thì i5-12400F vẫn chiến thắng cả 3 CPU còn lại và hơn rất là nhiều so với thế hệ thứ 11 của nó, đó là hơn tận 30% nhá. Còn hai cái CPU còn lại thì nó cũng chỉ chênh lệch khoảng 1-2% thôi, thì nó cũng không đáng kể lắm. Nhưng mà câu hỏi đặt ra là với hai tựa game ở độ phân giải Full HD thôi mà chúng ta đã thấy được là có rõ ràng hai con CPU kia đắt hơn, nhưng mà cái hiệu năng chơi game thì tạm thời đang là không bằng hoặc là có thể là xem thôi. Đối với game Dota 2 thì thực sự là cái sự chênh lệch rất là lớn giữa 12400F và 11400F, khi mà cái sự chênh lệch của mức FPS nó là 60%. Ủa, quá là nhiều. Còn hai con CPU còn lại thì đúng là nó vẫn sẽ có sự chênh lệch nhưng nó cũng không đáng kể, nó chỉ tăng lên một xíu, đó là khoảng 7% và 4% thôi. Sang đến cái tựa game Far Cry 5 thì cái sự chênh lệch có lẽ là nó đã được dàn đều hơn cho cả ba cái con CPU kia, khi mà mức chênh lệch lần lượt đó là 20, 13 và 17%.
khi mà đến với hai tựa game đó là Liên Minh Huyền Thoại và Shadow of Tomb Raider thì vị trí đầu bảng không còn thuộc về i5-12400F nữa mà đó đã thuộc về Ryzen 5 5600X mất rồi. Và độ chênh lệch lần lượt đó chính là 23% và 2%. Kể ra thì nó cũng chỉ khác biệt nhiều ở cái tựa game Liên Minh Huyền Thoại thôi đúng không nào? Nhưng mà khi mà xét chung tất tần tật, có nghĩa là cộng trung bình của cái phần trăm chênh lệch nhá, thì mình sẽ có các con số lần lượt là: đầu tiên là với 11400F thì i5-12400F hơn đó là 26% trong hiệu năng chơi game ở độ phân giải Full HD này. Tiếp theo là so với con 11600K thì nó sẽ hơn 10% này. Còn so với em Ryzen 5 5600X thì nó chỉ hơn 1,17%. Có thể nói là xem hiệu năng đúng không, khi mà 1-2% nó không quá là cái sự khác biệt lắm. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang với độ phân giải 2K để xem là những cái con số này hoặc là những cái vị trí đầu bảng trong top 4 cái CPU này nó có sự thay đổi như thế nào nhá. Với độ phân giải 2K thì chắc chắn là mức FPS cho ra sẽ thấp hơn một xíu so với độ phân giải Full HD rồi. Đầu tiên thì vẫn xét với tựa game Assassin's Creed Odyssey thì tương tự như với độ phân giải Full HD thì chúng ta vẫn có 12400F dẫn đầu bảng, khi mà cái độ chênh lệch lần lượt với các con chip đó là 11400F này, 11600K và 5600X lần lượt đó là 7, 11 và 7%. Đó, sang đến tựa game CS:GO đã có một cái sự thay đổi rồi đây, khi mà 5600X đã xoán ngôi, trở thành một người đứng top đầu trong top 4 CPU này, và hơn hẳn so với 12400F là 16% về hiệu năng FPS cho ra. Nhưng mà không sao, nhân vật chính của chúng ta vẫn đứng ở vị trí thứ hai, và hơn 11400F là 18% và hơn 11600K là 7%. Đối với ba tựa game đó là Dota 2 này, Far Cry 5 với cả Shadow of Tomb Raider thì chúng ta vẫn có nhân vật chính là 12400F sẽ chiến thắng đầu bảng trong top 4 CPU này, và thậm chí là có những cái phần trăm chênh lệch lớn nhất so với cái thế hệ 11400F đó là khoảng 24% cho cái tựa game Dota 2 đó. Còn với Liên Minh Huyền Thoại thì tương tự như là với độ phân giải Full HD thì chúng ta vẫn bị thua trước Ryzen 5 5600X, mà lần này thua tương đối là đậm khi mà độ chênh lệch nó lên đến 36% về hiệu năng FPS cho ra. Tổng kết lại thì xét về phần trăm chênh lệch trung bình của hiệu năng chơi game ở độ phân giải 2K, chúng ta sẽ có những cái con số đó là: khi mà so sánh với 11400F nó sẽ hơn 18% này, so sánh với 11600K nó sẽ hơn 10%, còn so sánh với Ryzen 5 5600X thì nó thua nhá, bởi vì nó âm tận 1,67%. Nhưng mà cái 1,67 này nó cũng có thể xét là 1-2%, nó cũng sẽ chỉ gọi là xem nhau về hiệu năng thôi đúng không nào. Thì cái việc độ chênh lệch mà chúng ta nhìn thấy rõ nhất thì có lẽ là sẽ là giữa em i5-12400F với em i5-11400F. Đó, nó sẽ có sự chênh lệch gọi là khác biệt nhất. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang những cái thông số cơ bản cũng như là những cái bài test cơ bản về riêng con bốn con CPU ở đây nhá. Đầu tiên thì chúng ta sẽ quan tâm đến những cái thông số như là số nhân, số luồng, rồi là điện năng tiêu thụ hay là số cách đúng không? Về số nhân, số luồng thì bốn con CPU này vẫn là 6 nhân 12 luồng thôi. Về số cách thì em i5-12400F này đã có cái sự vượt trội hơn so với thế hệ cũ, là nó đã tăng lên 18 MB so với thế hệ cũ đó chỉ là đạt 12 MB. Nhưng mà nếu mà so với Ryzen 5 5600X thì nó vẫn còn thua kém khá là nhiều, khi mà Ryzen 5 5600X là 35 MB cơ. Nhưng mà nó cũng được một ưu điểm nữa, đó là nó tiết kiệm điện năng hơn so với cái dòng mà 11600K dòng K của thế hệ cũ. Những cái bài test mà khiến cho i5-12400F đứng đầu trong top 4 CPU nó sẽ có thể kể đến đây, đó là Cinderband này. Thì điểm đơn nhân và đa nhân thì em i5-12400F này cũng thắng áp đảo so với 3 em CPU còn lại. Tiếp theo nữa đó chính là về Puget Band, điểm Photoshop này, điểm Premiere này thì nó cũng chiến thắng luôn. Và tiếp nữa đó là điểm về Blender, khả năng render, cũng như là điểm V-Ray của CPU, nó cũng chiến thắng và đứng đầu trong top 4 của chúng ta. Xét về phần trăm chênh lệch trung bình của những cái bài test cơ bản trong 4 con CPU này thì chúng ta có thể nhìn thấy đó là i5-12400F thì hơn thế hệ cũ đó là 11400F tận 16%, hơn 11600K là 8% và hơn cả 5600X là 3%. Thì đúng là cái sự chênh lệch của hai cái con CPU 11600K với cả Ryzen 5 5600X nó không quá là nhiều, nhưng mà so với thế hệ cũ là 11400X thì chúng ta có thể nhìn rõ cái sự chênh lệch, cái sự cải tiến rõ ràng như thế nào ở thế hệ thứ 12 đúng không nào. Nhưng mà một điểm bù lại đó là hai cái con CPU mà mình vừa nói trên nó đắt hơn rất là nhiều so với 12400F, chênh lệch tận 1.900.000 cho đến tận 2.000.000 đó. Thì với cái mức giá như thế thì mà hiệu năng cũng chỉ thậm chí là thấp hơn và xem thì tại sao chúng ta lại không lựa chọn i5-12400F đúng không nào?
Và quay lại với bài toán kinh tế ở đầu video mình đã nói đến về mức giá của 4 bộ PC ngày hôm nay, thì chúng ta có thể thấy là hai em 11.600K với cả em 5.600X thì thôi khỏi phải bàn rồi, rõ ràng là không đáng mua bằng cái em 12.400F của chúng ta. Bây giờ chỉ so sánh với cả 11.400F thôi. Bây giờ chúng ta sẽ có sự tăng lên về mức giá là khoảng 10%, nhưng mà đổi lại chúng ta sẽ có hiệu năng chơi game ở độ phân giải Full HD tăng 26%, và hiệu năng ở những cái bài test cơ bản nó sẽ tăng lên là 16%. Vậy thì sự đánh đổi này có đáng hay không? Chính anh em hãy tự đưa ra quyết định cho bản thân mình và để lại comment ở dưới video này nếu mà mọi người muốn trao đổi cùng với chúng mình. Vậy thì còn đối với cái vấn đề nâng cấp thì anh em đang có sẵn 11.400F, có nên nâng cấp lên 12.400F không? Thì mình vẫn khuyên là không nhá, bởi vì là giá main cho CPU thế hệ thứ 12 này vẫn còn rất là đắt, phải nói là rất là đắt đấy, nó không đáng để mọi người phải bỏ ra chi phí để nâng cấp đâu. Còn nếu mà mọi người đã có sẵn hai cái con mà 11.600K hay là con 5.600X thì phải chấp nhận thôi, mà dùng đi bán đi thì nó cũng chán thua đâu. Đó. Và nếu mọi người thấy video này hay và hấp dẫn thì đừng quên là tặng cho chúng mình một like, một subscribe để ủng hộ chúng mình ra những video tiếp theo nha. Còn bây giờ thì xin chào và mong sớm gặp lại trên Hacom.